Bước vào tuổi trung niên, tôi rút ra được 4 sai lầm lớn trong việc tiết kiệm tiền. Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, sau đây là lời tâm sự của chị Vân ở Hà Nam trên diễn đàn Tuổi Già. Trong hành trình cuộc đời, tôi, một người phụ nữ 55 tuổi, khi bước vào tuổi trung niên, một giai đoạn quan trọng và đầy biến động trong cuộc đời, tôi chợt nhận ra rằng việc tiết kiệm tiền không hề đơn giản như tôi từng nghĩ. Trong suốt những năm tháng trước đó, tôi luôn tâm niệm rằng càng tiết kiệm nhiều thì tương lai sẽ càng vững vàng. Nhưng thực tế đã chỉ ra rằng có những sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải. Không chỉ ảnh hưởng đến tài chính mà còn tác động đến cách tôi nhìn nhận về cuộc sống. Qua từng trải nghiệm, tôi rút ra được 4 sai lầm lớn trong việc tiết kiệm tiền. Những sai lầm mà nhiều người trong chúng ta đều có thể mắc phải. Chúng không chỉ là những bài học về con số mà còn là những nhận thức sâu sắc về giá trị của cuộc sống, về những điều quan trọng mà chúng ta thường bỏ quên. Vâng, nếu bạn cũng đang trong hành trình tìm kiếm sự an tâm về tài chính và sự ổn định trong cuộc sống, hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa khám phá những điều này. Biết đâu bạn sẽ tìm thấy hướng đi mới cho chính mình. Đầu tiên, đừng mua quần áo đắt tiền. Khi nhìn lại quãng thời gian thanh xuân của mình, tôi không thể không nhớ đến những bộ quần áo hàng hiệu mà tôi đã đam mê sưu tầm. Ngày ấy, tôi luôn tin rằng việc sở hữu những món đồ đắt tiền sẽ giúp tôi tự tin hơn và thể hiện được phong cách của bản thân. Nhưng giờ đây, khi đã bước vào tuổi trung niên, tôi chợt nhận ra rằng những chiếc áo đắt đỏ ấy không chỉ hiếm khi được mặc mà còn không mang lại cho tôi niềm hạnh phúc thực sự. Những bộ quần áo đó thường chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt, còn lại chúng chỉ chiếm chỗ trong tủ quần áo và nhắc nhở tôi về những lựa chọn không thông minh. Có lẽ tôi đã không hiểu rằng với tuổi tác, sự thoải mái và tính thiết thực mới là những yếu tố quan trọng. Sự sang trọng và đắt tiền không thể nào sánh được với những bộ quần áo chất lượng tốt, phù hợp với cuộc sống hàng ngày và giá cả hợp lý. Đối với những người cao tuổi, điều này càng trở nên rõ ràng hơn. Cuộc sống là hành trình dài và việc lựa chọn những món đồ có thể dễ dàng kết hợp, bền bỉ theo thời gian sẽ mang lại cảm giác an yên và tự tin. Thay vì đổ tiền vào những món đồ xa xỉ mà hiếm khi sử dụng, chúng ta nên học cách mua sắm hợp lý, tìm kiếm những sản phẩm có giá trị thực sự. Hãy dành thời gian để tìm kiếm những món đồ không chỉ đẹp mà còn dễ mặc, dễ phối. Cuộc sống không chỉ là những bộ quần áo đắt tiền mà còn là những khoảnh khắc hạnh phúc mà chúng ta trải qua mỗi ngày. Hãy để tủ quần áo của bạn phản ánh sự đơn giản, chất lượng và phong cách sống mà bạn thật sự mong muốn. Thứ hai, đừng mua bảo hiểm đầu tư. Trong những năm tháng trẻ trung, tôi đã bị cuốn vào những lời mời chào hấp dẫn từ các nhân viên bán hàng hứa hẹn về những khoản lợi nhuận cao từ các gói bảo hiểm đầu tư. Tôi nghĩ rằng đây là một lựa chọn thông minh để đảm bảo tương lai tài chính của mình. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi chợt nhận ra rằng những lợi nhuận tôi nhận lại được rất khiêm tốn, gần như không xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra. Giờ đây, tôi rất tiếc vì đã không đầu tư thời gian để tìm hiểu sâu về quản lý tài chính trước khi đưa ra quyết định quan trọng này. Nhầm lẫn giữa bảo hiểm và công cụ quản lý tài sản là một sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải. Bảo hiểm dù có giá trị trong việc bảo vệ tài sản và giảm thiểu rủi ro, không phải là phương pháp đầu tư hiệu quả nhất. Thay vào đó, việc lập kế hoạch tài chính cần phải toàn diện và rõ ràng hơn, bao gồm việc đầu tư một cách thận trọng và đa dạng hóa danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Chúng ta cần nhận thức rằng trong lĩnh vực tài chính, kiến thức là sức mạnh. Việc tìm hiểu các công cụ tài chính từ cổ phiếu, trái phiếu cho đến quỹ đầu tư sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Hãy tìm kiếm những thông tin đáng tin cậy, tham gia các khóa học về đầu tư hoặc tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính để xây dựng cho mình một kế hoạch tài chính vững chắc.
Điều này không chỉ giúp bảo vệ tài chính cá nhân mà còn tạo ra cơ hội tích lũy tài sản cho tương lai. Hãy để việc đầu tư trở thành một hành trình có ý nghĩa, chứ không phải là một trò chơi may rủi. Thứ ba, một điều mà tôi đã học được là không nên mù quáng trông cậy vào các dụng cụ vệ sinh. Thị trường hiện nay tràn ngập những thiết bị làm sạch tiện lợi, từ máy hút bụi đến robot lau nhà, khiến tôi cảm thấy như thể mình không thể sống thiếu chúng. Tuy nhiên, khi đầu tư vào nhiều món đồ như vậy, tôi nhận ra rằng chúng không thực sự cần thiết và đôi khi thậm chí còn làm tăng thêm công việc nhà cũng như hóa đơn tiền điện của tôi. Tôi đã từng để cho những thiết bị này làm việc cho tôi, nhưng cuối cùng chúng chỉ khiến tôi cảm thấy bận rộn hơn. Thay vì tự tay làm sạch, tôi đã trông cậy vào những món đồ đó mà không hiểu rõ nhu cầu thực tế của mình. Điều này thật sự là một sự lãng phí cả về thời gian lẫn tiền bạc. Một lựa chọn khôn ngoan hơn là hiểu rõ những gì mình cần và không nên tiêu dùng mù quáng. Nếu bạn mong muốn có một ngôi nhà gọn gàng, hãy xem xét việc thuê một người dọn dẹp chuyên nghiệp. Tôi từng sử dụng dịch vụ dọn phòng và điều này đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi đã học được cách tự giải quyết các công việc gia đình bằng những kỹ thuật và phương pháp làm sạch cơ bản. Không chỉ giúp tôi tiết kiệm tiền mà việc tự tay chăm sóc cho không gian sống cũng mang lại cho tôi cảm giác gắn bó và yêu thương hơn với ngôi nhà của mình. Việc chăm sóc nhà cửa không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ, đó là một cách thể hiện tình yêu và sự trân trọng với những gì mình đang sở hữu. Khi bạn tự tay làm sạch, bạn cũng tạo ra một không gian sống đầy ý nghĩa, nơi mà mỗi góc nhỏ đều phản ánh cá tính và sự quan tâm của bạn. Hãy học hỏi và áp dụng những phương pháp làm sạch đơn giản, bạn sẽ không chỉ tiết kiệm được chi phí mà còn tăng cường cảm giác hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày. Và điều cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh rằng đừng mua những món hàng xa xỉ như vòng tay ngọc bích và nhẫn kim cương. Khi còn trẻ, tôi thường bị cuốn hút bởi vẻ đẹp lấp lánh của những món trang sức này. Mỗi khi đeo lên người, chúng mang lại cho tôi cảm giác sang trọng, như thể tôi đang nâng tầm giá trị bản thân. Nhưng sau một thời gian, tôi nhận ra rằng niềm vui từ những món đồ xa xỉ ấy lại rất ngắn ngủi. Chúng không thể mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc bền lâu, mà chỉ khiến tôi cảm thấy mình đang bị cuốn vào vòng xoáy của sự khoe mẽ. Hơn nữa, những món đồ này thường có giá rất cao, và số tiền đó hoàn toàn có thể được sử dụng để đầu tư cho tương lai của mình hoặc hỗ trợ các thành viên trong gia đình. Với tôi, những giá trị vô hình như tình bạn và sự ấm áp của một gia đình tràn đầy yêu thương mới là điều quý giá nhất. Thay vì chi tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết, tôi đã học được cách ưu tiên những trải nghiệm và kỷ niệm bên người thân yêu. Một buổi tối quây quần bên gia đình, một chuyến đi cùng bạn bè hay đơn giản chỉ là những giây phút ấm áp bên nhau đều mang lại cho tôi niềm hạnh phúc thực sự. Trong cuộc sống, hãy nhớ rằng những món trang sức lấp lánh chỉ là những phụ kiện, còn giá trị thực sự nằm trong những mối quan hệ và khoảnh khắc mà chúng ta tạo ra. Khi đến tuổi trung niên, tôi đã chọn cho mình một cách sống đơn giản nhưng ý nghĩa hơn, nơi mà tình cảm và sự kết nối giữa con người mới là điều tạo nên giá trị bền vững. Hãy lựa chọn khôn ngoan và đặt trái tim vào những gì thực sự quan trọng. Quý vị thân mến, tiền tiết kiệm thật sự rất quan trọng. Tuy nhiên khi về già, tiền không phải là tất cả. Có 3 điều này quý vị nhất định phải biết để cuộc sống an nhiên, sung sướng đến cuối đời. Tuổi già là giai đoạn mang đến nhiều trải nghiệm và kỷ niệm, nhưng cũng không thiếu những nỗi lo âu và khó khăn. Có những người dù không dư giả vẫn sống an nhàn hạnh phúc, trong khi có những người lại vật lộn với những gánh nặng của cuộc sống. Vậy điều gì thực sự quan trọng khi bước vào những năm tháng xế chiều? Có những bài học quý giá và những kiến thức thiết yếu mà mỗi người cần nắm vững để không chỉ sống sót mà còn sống trọn vẹn trong giai đoạn này. Bài viết này sẽ đưa bạn đến với 3 điều mà bất kỳ ai cũng nên biết
khi đã bước qua tuổi vàng của cuộc đời. Hãy cùng khám phá để thấy rằng cuộc sống về già không chỉ là những tháng ngày trôi qua, mà còn là hành trình của sự trưởng thành và khám phá bản thân, dù cho túi tiền có mong manh đến đâu. Tuổi già không có tiền cũng được, bớt ba việc này tự khắc sướng. Thứ nhất, bớt nói những lời khó nghe. Tránh những lời nói khó nghe. Trong những cuộc cãi vã, điều làm cho người khác cảm thấy tức giận chính là những câu nói chọc sườn của những người trong cuộc. Những câu nói khiến cho người khác cảm thấy bị tổn thương và xúc phạm. Những lời nói khó nghe sẽ là mồi lửa dẫn đến những chuyện không lường được hậu quả. Bạn có bao giờ dùng những lời nói khó nghe với những người thân hay bạn bè của bạn chưa? Nhiều người dùng những lời nói đó để khuyên răn hay dạy bảo người kia. Nhưng hậu quả là tình bạn của họ cũng tiêu tan theo những lời nói đó. Và ấn tượng xấu về người đã tặng câu nói đó sẽ không bao giờ mất đi. Người sống biết trước, biết sau, có khẩu khí tốt, tôn trọng những người xung quanh, sẽ không dùng lời nói làm tổn thương người khác. Còn anh này, ăn nói tùy tiện, không tôn trọng cảm xúc của những người xung quanh. Nói điều không hay sẽ nhận được phúc báo, họa từ miệng mà ra. Tâm tốt mà miệng không tốt, phú quý cũng sẽ sớm tiêu tan. Cho dù trong đầu không có chủ ý làm điều xấu mà miệng chót nói những lời ác ý cũng không thể chấp nhận được. Chỉ nói để thỏa mãn miệng mình mà bảo lơ miệng đời thì chắc chắn kết cục không tốt. Người xung quanh chính là tấm gương phản chiếu để mỗi người nhìn vào và thay đổi. Mỗi lời nói ra đều không thể thu lại, không thể là lời nói gió bay. Người xưa có câu, nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, khó lòng thu hồi về được nữa. Bà Mai có long khi đã lớn tuổi, lại sinh có mỗi anh nên tất cả tình yêu thương bà dồn hết cho long. Ở nhà long không phải động tay vào bất cứ việc gì, chỉ có ăn và học. May mắn là tuy được cưng chiều nhưng long không bị hư hỏng. Ngược lại, anh học khá giỏi và sống tự lập. Tuy nhiên, mọi rắc rối với cuộc đời long bắt đầu từ lúc long lấy xương. Vốn biết bà Mai khó tính nên anh cũng muốn ở riêng, nhưng lại không quá cách xa nhà bố mẹ để còn tiện chăm sóc. Cho nên anh mua một căn hộ ở trong cùng một khu chung cư với bố mẹ, chỉ khác tầng. Hai ông bà giờ đây đều đã về hưu nên khi con cái ở gần lại năng qua chơi nhà. Nhất là bà Mai, bà thường xuyên nấu những món long thích rồi bê qua cho vợ chồng long một phần, tranh thủ xem vợ chồng con trai ăn ở thế nào. Tuy nhiên mỗi lần bà Mai qua đều phải vào buổi tối, lúc vợ chồng Long mới đi làm về. Lúc này Sương thì bận rộn nấu ăn, Long thì thu dọn quần áo đồ đạc giúp vợ một tay. Thấy thế, bà Mai thường xông vào, bảo Long đi tắm rửa rồi ra ăn cơm, để đó bà dọn giúp cho. Nói là thế, nhưng khi con trai bắt đầu bước vào phòng tắm, thì bà Mai mới bắt đầu xỉa xói Sương. Bà Mai mắng Sương, không biết sắp xếp việc nhà hợp lý, lúc nào sang cũng thấy luộm thuộm. Con trai bà đi làm về đã mệt mỏi, lại còn phải dọn dẹp. Bà Mai tay vừa làm, miệng vừa nói cho đến khi Long tắm xong, vẫn nghe tiếng mẹ mắng vợ. Trong lúc đó, Sương vừa cặm cụi nấu nướng, vừa nghe mẹ chồng mắng, đến rơi nước mắt mà không dám cãi lại. Cũng tại công việc của Sương khá bận rộn, là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn nên Sương đi làm về khá là muộn. Với lại, Sương cũng chưa thấy Long phàn nàn gì về việc giúp vợ dọn dẹp nhà cửa, nên cô cho đó là điều bình thường. Không ngờ gặp ngay bà mẹ chồng khó tính. Những lần đầu bị bà Mai mắng, Sương thấy uất ức nên cô chỉ lặng lẽ khóc. Nghe nhiều lần đâm quen, Sương chỉ thấy bực bội chứ không còn tủi thân như lúc đầu. Tuy Sương không dám nói lại bà Mai một lời, nhưng Long lại khác. Nhiều lần chứng kiến bà Mai nói nặng lời với Sương, anh đã không hài lòng về thái độ của mẹ. Đôi lần anh ngắt lời mẹ, thi thoảng lại làm trò vui cho bà Mai vui vẻ, quên luôn chuyện mắng mỏ. Thế nhưng, một lần vừa đi từ siêu thị lên, vừa bước đến cửa nhà, anh đã nghe tiếng bà Mai quát Sương ầm ầm
với lời lẽ cực kỳ khó nghe. Bà bảo, cô chẳng xứng đáng tí nào với thằng Long nhà tôi. Giờ cô kiếm đâu ra được ông chồng, vừa kiếm được tiền, vừa ngoan ngoãn như nó. Nó đi làm về đã mệt nhọc, cô còn bắt nó dọn dẹp nhà cửa, chỉ vì cái thói ăn ở luộm thuộm của cô. Bố mẹ cô không dạy cô chức trách của một người vợ à? Bình thường, bà Mai dù có trách mắng xương đến đâu thì cũng chưa bao giờ nhắc đến ông bà Thông ra. Thế nhưng lần này, bà lại động đến bố mẹ xương, khiến cô nghe lời, trực khóc. Thấy mẹ mình đã quá đà trong việc xen vào cuộc sống riêng của vợ chồng Long, Long thấy không thể để việc này tiếp diễn. Anh đi vào nhà nói với bà Mai, mẹ hãy thôi đi và vào đây nói chuyện với con. Thấy con trai có vẻ giận, bà Mai nhanh chóng dập tắt cơn mắng chửi và vào trong phòng đọc sách với con. Vừa vào phòng, bà đã nhanh miệng bào chữa cho màn chỉ trích con dâu bị con trai bắt được của mình. Con thấy vợ con nó ăn ở luộm thuộm quá không? Ai đời chưa có con cái mà đã sống thế này? Có con vào nữa thì nhà thành cái chuồng heo luôn à? Mẹ mắng nó là cũng vì con thôi. Càng nghe bà Mai nói, Long càng thấy chối tai. Nhưng anh kiềm chế cơn tức giận mà nghiêm nghị nói với bà Mai rằng, mẹ à, con không lấy vợ chỉ vì một ngôi nhà sạch sẽ. Con cưới cô ấy vì đó là người con có thể dành cả cuộc đời để bên cạnh. Nếu nhà bừa bộn, con có thể thuê người giúp việc. Nhưng nếu thiếu xương thì không ai thay thế được, mẹ ạ. Nghe con trai nói, bà Mai im lặng. Long cũng thừa nhận có những lúc xương quá bận rộn. Tuy nhiên, chuyện ngôi nhà bừa bộn không phải là lỗi của mình cô. Nhưng không giống như bố anh, ông lấy một người về làm vợ. Còn Long, anh thích tính cách của vợ, thích cách cô ấy luôn cười với mọi người. Một lúc sau, bà Mai đáp, ừ, có lẽ con nói đúng, điều đó quan trọng hơn một ngôi nhà sạch sẽ. Cũng kể từ lần đó, bà Mai không còn hục hạc xương nữa. Long cũng thuê hẳn một bà giúp việc, giúp xương đỡ bận và nhà cửa ngăn nắp hơn. Quý vị ạ, nếu sống mà khiến người khác phải dè chừng, thì đã đến lúc tự nhìn lại bản thân. Thời gian trên đời thật ngắn ngủi và chúng ta không nên làm phiền lòng nhau. Những lời hay ý đẹp không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà cũng làm cho chính ta hạnh phúc. Sống sao cho mọi người tôn trọng và yêu quý là điều ai cũng nên hướng đến. Người xưa có câu, nước đổ khó hút, gương vỡ khó lành. Lời nói cũng như bát nước hắt đi, rất khó thu hồi. Giao tiếp là nghệ thuật, nếu những lời ta nói không mang lại niềm vui thì nên cân nhắc trước khi thốt ra. Những lời lẽ sắc nhọn thường chỉ khiến ta cô đơn và xa lánh bạn bè. Một người vợ luôn chỉ trích hay một bậc cha mẹ không nói lời dịu dàng sẽ không tạo nên mái ấm, hạnh phúc. Người có vận mệnh tốt là người ăn nói có chừng mực, luôn thể hiện đạo đức trong lời nói. Họ không phê phán hay chê bai mà dùng lời khích lệ và chân thành. Hãy nhớ rằng biết rõ về người khác không cần thiết phải nói ra hết mà nên để lại cho họ khoảng trống. Khi trách móc ai đó, hãy giữ lại một phần độ lượng cho mình. Thứ hai, bớt tham lam. Một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà quá là chủ quán trà cứu và đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán nghèo thưa thớt khách, không có tiền nhiều, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho ông. Hơn 3 tháng ròng, vị thiền sư mới bình phục. Cảm động ân tình của bà chủ quán, vị thiền sư trước khi rời đi dành một tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quá, tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nữa. Không ngờ từ khi dùng nước giếng mà vị thiền sư đã đào để pha trà bán, trà của bà quá có mùi thơm thật đặc biệt và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, quán trà của bà quá khách đến đông nườm nượp. Người đàn bà quá trở nên giàu có từ đó. Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình. Thấy cơ ngơi khang trang, vị thiền sư rất mừng cho bà quá. Khi hỏi về giếng nước, bà quá than phiền với thiền sư.
Giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, vài ngày mới lại đầy nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói, không tốn kém gì cả, từ nguồn nước trời cho rồi kiếm ra nhiều tiền mà bà vẫn không thấy hài lòng ư? Ông viết lên tường một câu, trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế. Rồi lặng lặng quay đi, không bao giờ quay trở lại quán nữa. Giếng nước từ ấy cũng cạn dần. Chúng ta phần lớn giống như bà quá kia, không bao giờ hài lòng với cái mình có mà thường đứng núi này trông núi nọ. Chúng ta thường hay so sánh, hay mong ước viển vông mà quên vui hưởng hiện tại của mình. Cũng không biết san sẻ, không biết cho đi. Hãy nhìn lại để thấy mình đã được may mắn hơn bao nhiêu người, chẳng có gì. Để biết vui sống, để bớt lòng tham, để vì tha nhân một chút. Thưa quý vị, sở dĩ trong cuộc sống chúng ta luôn cảm thấy không đủ, không vui vẻ, hạnh phúc là bởi vì tham lam và toan tính quá nhiều. Hãy dũng cảm buông bỏ những gì cần bỏ, thản nhiên đối mặt với tất cả. Có như vậy bạn mới cảm thấy an nhiên, tự tại. Mỗi người có một cách nhìn cuộc sống khác nhau. Có người luôn bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Những người đó không phải là người không có chí tiến thân, mà là bản thân họ cho đó là đủ. Ngược lại, có người lại xem trọng tiền tài vật chất, họ kiếm tiền bằng mọi giá. Vì kiếm tiền mà họ luôn tính toán thiệt hơn, ngay cả với người thân. Người tham lam thường ích kỷ nhỏ nhen, không có được sự bình tĩnh, thường bị dằn vặt bởi những việc chi li. Họ sẽ không thể đạt được sự cân bằng và có được cảm giác thỏa mãn trong cuộc sống. Lòng tham ví như một liều thuốc độc, nó có thể bào mòn tâm trí con người. Càng tham lại càng ham muốn, càng không biết đủ, đến khi mất hết tất cả. Sống phí cả một đời người để theo đuổi những điều hư vô. Cuối cùng nhận ra mình sống thật khổ thì đã quá muộn. Đời người cho dù đau khổ hay hạnh phúc, nhưng chỉ cần đứng ở góc độ cảm ơn, ôm giữ tâm thái biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì hết thảy những gì nhìn thấy được mỗi ngày đều sẽ trở thành cảnh vật tươi đẹp. Về làm dâu nhà Thành, tôi mới biết mẹ chồng là người tham tiền thực dụng. Một lần tôi lén nghe được bà nói chuyện với chồng về tôi. Còn Thư ấy mà, không có gia đình khá giả thì còn lâu mẹ mới cho mày lấy nó nhé. Chứ nhìn dáng dấp nó bé tẹo, yếu ớt, không biết sau này có sinh con trai cho cái nhà này được không. Tôi nghe mà bực lắm, nhưng cũng không hỗn hào gì. Ngay sau đám cưới, mẹ chồng đã gọi vợ chồng tôi ra để dạy bảo con dâu từ thuở mới về. Việc đầu tiên bà đề cập là muốn giữ lương của tôi. Mẹ chồng nói, trước kia khi Thành chưa lấy vợ, tháng nào anh cũng đưa lương cho bà đều đặn. Bây giờ tôi cũng nên làm thế. Mẹ chỉ giữ cho tụi bay, khi nào chúng mày cần mẹ đưa. Chứ vợ chồng trẻ tiêu xài hoang phí, đến lúc có công việc nọ kia lại không có đồng nào thì khổ. Bà tươi cười nói, nhưng trái với ý muốn của mẹ chồng, tôi thẳng thừng. Bây giờ chúng con đã lập gia đình, đã trưởng thành hết rồi mẹ ạ. Chính vì vậy bọn con tự quyết định cuộc sống của mình. Con sẽ không đưa lương cho mẹ đâu, cả anh Thành tháng sau cũng vậy. Nhân đây con cũng muốn xin ra ở riêng ạ. Chúng con đi làm giờ giấc thất thường, ăn chung sợ bố mẹ phải chờ đợi, nên con đã bàn với chồng và thống nhất đi đến quyết định này ạ. Nghe tôi nói mà sắc mặt của mẹ chồng thay đổi, bà mím chặt môi để nuốt cục tức vào trong lòng. Nhưng mẹ chồng vốn chẳng thể làm được gì con dâu, bởi những lời tôi nói quá đúng. Cuối cùng bà phải nhượng bộ cho vợ chồng tôi ra ở riêng. Tuy nhiên vì sự thẳng thắn của mình, tôi giống như cái gai trong mắt mẹ chồng. Không giữ được lương của con trai nữa, nhưng tháng nào mẹ chồng cũng sang xin chồng tôi tiền. Bà nhớ rõ ngày lĩnh lương của cả chồng và của cả tôi. Thành là người con có hiếu, tháng nào anh cũng biếu bố mẹ 5 triệu. Vậy mà mẹ anh vẫn chưa thấy thỏa mãn. Bà liên tục than vãn rằng, tháng này chi tiêu tốn quá, số này làm sao đủ. Và tôi biết Thành thường lén cho mẹ thêm tiền sau lưng tôi. Tháng trước mẹ chồng đột ngột gọi tôi sang nhà và cho tôi vàng.
những hai cây vàng. Bà niềm nở nói, đây là số vàng mẹ dành dụm bằng tiền lương của Thành trong suốt thời gian qua. Bây giờ giao cho con giữ để vợ chồng có vốn làm ăn. Vốn biết mẹ chồng tham tiền, bà không lấy của người khác thì thôi, làm gì có chuyện lấy của mình đưa cho người. Nhưng tôi vẫn vui vẻ cầm về. Quả nhiên hơn một tháng sau thì sinh chuyện. Hôm đó có cả chồng tôi ở nhà, mẹ chồng tất tưởi chạy sang nhà tôi và mượn lại số vàng đó. Bà nói cậu út nhà chú họ đâm xe vào người ta, giờ họ đang bắt đền nên phải bồi thường gấp. Trong nhà hiện thời không có nhiều tiền, thế nên đành sang mượn lại số vàng đã đưa cho tôi. Thấy mẹ chồng có việc cần, tôi cũng không ngần ngại đưa cho bà. Hai vợ chồng tôi cũng muốn theo bà đến chỗ cậu út gây tai nạn, nhưng bà nhất quyết không cho đi. Mẹ chồng nói rằng sợ chúng tôi bị liên lụy bởi nhà nạn nhân hổ báo lắm. Đi được khoảng một tiếng thì mẹ chồng giận dữ quay về, ném thẳng chỗ vàng kia vào người tôi rồi trợn mắt nói, tôi không ngờ chị là con người như thế. Lúc cơ nhỡ chú Khoa mới sang vay tiền mà chị dùng vàng giả để đưa cho tôi à? Mau đưa vàng thật đây ra cho tôi. Cái tâm của chị đen tối, xấu xa quá, giờ tôi mới biết đấy. Để cho bà mắng chán chê, tôi mới cất tiếng đáp lại, thế mà mẹ hiểu nhầm con rồi, con nào đâu có dám thế. Biết mình hậu đậu nên ngay lúc mẹ đưa vàng cho con cầm về, con đã đưa cho chồng giữ rồi. Hôm qua cũng là anh ấy đưa cho mẹ mà. Két sắt nhà con chỉ có chồng biết mật khẩu. Số vàng kia thật bỗng hóa vàng giả thì mẹ phải hỏi tội chồng con, chứ sao lại trách con. Hay là... Biết tôi không mắc kế do bà bày ra, mẹ chồng liền đổi giọng, ngồi thụp xuống dưới đất, khóc nức nở, vật vã lắm. Bà mếu máo, ôi ôi, thế là vàng này mẹ bị người ta lừa à? Mẹ ham rẻ nên mua qua tay của người ta. Mẹ trách nhầm con dâu của mẹ rồi. Nhìn bà khóc đầy giả tạo mà tôi ngán ngẩm. Chồng biết tính của mẹ chồng nên ngay từ đầu anh cũng đã đoán được sự thật. Tuy vậy Thành không muốn tôi làm to chuyện, sợ có nhiều đàm tiếu không hay. Cuối cùng anh chữa cháy cho mẹ bằng lời nhắc nhở. Con đã dặn mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng ham rẻ làm gì. Vàng bạc lại càng không. Thôi, của đi thay người, mình báo được công an thì tốt, không thì coi như bài học đắt giá. Tôi cũng thêm lời châm chọc bà. Đấy nhé, con mà đưa tiền cho mẹ cầm, mẹ lại cả tin, bị người ta lừa hết, thì sau cùng làm gì còn tiền. Mẹ thấy con nói đúng ngay từ đầu chưa? Thứ ba, bớt so đo tính toán. Chồng tôi có mức lương gần 40 triệu nhưng luôn tính toán hơn thua với nhà vợ. Tài chính trong nhà đều do anh cầm tính toán chi tiêu. Tôi muốn biếu bố mẹ đẻ cái gì đều phải thông qua anh. Nhiều lần muốn biếu bố mẹ thêm chút tiền, tôi đều phải cho kín vì sợ xin anh lại càu nhàu mệt mỏi. Anh cũng hạn chế cho tôi về ngoại vì sợ tốn kém đi lại, lại còn phải mua quà cáp về biếu mọi người. Không những thế, nhiều lần mẹ tôi muốn lên thành phố xem các con ăn ở ra sao, anh toàn từ chối khéo. Ấy thế nhưng mỗi lần mẹ tôi gửi đồ ăn lên cho, tôi ái ngại nên từ chối thì chồng nhanh nhẹn nhận ngay. Bất ngờ tuần trước chồng đề nghị tôi đón mẹ lên chơi vài ngày. Anh ngon ngọt nói, chẳng phải mẹ em vẫn luôn muốn lên đây chơi sao? Em gọi mẹ lên chơi nhé. Anh đi công tác mấy hôm đó để cho hai mẹ con ở nhà thoải mái. Nghe lời đề nghị của chồng, tôi tự nhiên thấy lạ. Anh có phải là người như thế đâu? Chuyện gì đã khiến anh thay đổi và thoáng tính như vậy? Sau đó tôi cũng quên hết lăn tăn mà gọi điện cho mẹ lên chơi luôn. Hôm sau, mẹ tôi mang lên rất nhiều quà quê. Nào là gà, cá, rau sạch, mít, toàn đồ tôi thích ăn cả. Mẹ mang nhiều đến nỗi tôi nghĩ nhà tôi phải ăn cả tuần mới hết. Chồng tôi thì hào hứng đón tiếp mẹ vợ lắm. Anh bảo bà cứ ở đây chơi vài ngày, còn anh đi công tác cỡ 4-5 hôm mới về. Thế rồi mẹ tôi lên hôm trước thì hôm sau chồng đi công tác thật. Tôi cứ áy náy và thương anh vì mẹ mang bao nhiêu đồ ngon lên mà anh không được hưởng. Cho đến sáng hôm nay tôi mới vỡ lẽ tất cả. Sáng nay tôi đến, chị đồng nghiệp đã ra niềm nở. Ôi,
Cô Mai chăm chỉ thế, cả nhà đi du lịch mà không đi cùng à? Vẫn đi làm cơ đấy. Hơi bất ngờ, nhưng tôi cười nói với chị. Chồng em cũng đi làm ăn, chứ có phải đi chơi đâu mà theo. Chị đồng nghiệp ngơ ngác. Đi làm ăn mà dẫn cả bố mẹ đi à? Thế chắc làm công việc với nhà họ nội à? Tôi bất ngờ hỏi chị biết tin này ở đâu thế? Thì bà chị đưa cho tôi xem điện thoại. Hóa ra là chồng đang đi du lịch cùng với bố mẹ đẻ. Anh giấu tôi, còn chặn cả tôi xem bài viết trên Facebook của anh nữa. Thế nhưng chồng không ngờ rằng còn sót bà chị đồng nghiệp thân thiết của tôi nữa. Từ lúc biết chồng lừa mình, tôi rất bực mình. Tôi về nhà là lao đến cái máy tính ở bàn của chồng, dù trước nay chưa bao giờ động đến. Chắc nghĩ tôi không biết chuyện nên chồng không đăng xuất tài khoản mạng xã hội. Toàn bộ tin nhắn của anh với gia đình chồng tôi đều đọc được hết. Trong đó có đoạn anh nhắn cho mẹ chồng tôi. À, vợ con thì mẹ không cần phải lo, con thu xếp ổn thỏa rồi. Con gọi mẹ vợ lên chơi, thế là cô ấy chẳng có cớ đòi theo nhà mình đi du lịch. Hơn nữa, mẹ vợ mang đầy đồ ăn ở quê. Chỗ thức ăn ấy có mà ăn cả tuần. Con chẳng mất đồng nào, vừa không mất tiền cho vợ về quê, vừa không tốn tiền chiêu đãi mẹ vợ. Tôi đọc xong mà buồn thất vọng vô cùng. Cũng từ đây tôi biết bộ mặt của chồng nên nhắn tin đòi ly hôn. Tôi làm sao có thể sống hết đời với người chồng tính toán với cả vợ như vậy chứ? Chồng tỏ ra bất ngờ về ý định của tôi. Nhưng khi tôi cho xem các bằng chứng thì anh cuống quýt xin lỗi, nói rằng có chuyện gì thì đợi anh về đi, rồi tính. Thiệt tình tôi chẳng muốn tính thêm với con người này nữa. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, không ít người mải mê chi ly từng đồng, khiến bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của tính toán và so đo. Điều này chỉ làm chúng ta nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không nhận ra rằng hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống lại bắt nguồn từ sự giản dị. Khi tâm trí luôn nặng trĩu những bận tâm, con người khó lòng tìm thấy bình yên và sự thoải mái. Cuộc sống vốn đơn giản không phải vì có nhiều mà là biết cách bớt so đo. Người sống an nhàn không tính toán thường có tâm hồn bình thản và tận hưởng cuộc sống hơn những người luôn lo lắng vì những điều vụn vặt. Người sống nhân hậu bớt tính toán sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Họ không bị áp lực bởi những mâu thuẫn nội tâm và không để bản thân phải chịu đựng những nỗi đau do sự nghi kỵ hay tính toán gây ra. Ngược lại, những người quá giỏi tính toán thường sống trong sự bất mãn, oán hận và lo âu, làm cuộc sống trở nên nặng nề và vô vị. Họ tự giam mình trong những suy nghĩ tiêu cực, khiến tâm hồn u ám và khô cằn. Như vậy, việc sống vô ưu, không toan tính, thực sự mang lại phúc lộc. Hãy nhớ rằng cuộc sống ý nghĩa hơn khi ta không bận tâm đến những điều nhỏ nhặt và biết trân trọng những điều thực sự quan trọng. Hạnh phúc không đến từ việc tính toán thiệt hơn mà từ sự cởi mở và lòng nhân ái. Khi buông bỏ những gánh nặng trong tâm trí, chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy con đường dẫn đến hạnh phúc và bình an. Và trong phần cuối của chương trình, kính mời quý vị cùng lắng nghe chuyện nhói lòng phía sau sổ tiết kiệm 50 triệu đồng của người mẹ câm. 10 năm bỏ mặc người mẹ tật nguyền, nhưng tôi không ngờ đến lúc xa cơ lại nhận được món quà từ bà. Xa quê 10 năm, tôi mới về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình. Chuyến đi này rất khác vì lâu lắm rồi tôi không gặp lại mẹ. 10 năm trước vì tin vợ, tôi đã hiểu lầm mẹ, không về quê thăm bà. Gần đây hai vợ chồng tôi ly hôn, nhiều chuyện trong quá khứ mới được hé lộ. Điều khiến tôi đau lòng nhất là việc bỏ rơi người mẹ tật nguyền của mình. Mẹ tôi không may bị câm điếc bẩm sinh, 20 tuổi bà có thai. Bố tôi là ai, tôi không rõ, ông bà ngoại tôi càng không biết. Tuy nhiên, thay vì trách móc, ông bà ngoại coi tôi là món quà mà ông trời bù đắp cho đứa con gái thiệt thòi. Nhà nghèo nhưng mẹ tôi vẫn quyết cho tôi đến trường, học con chữ. Bà mò cua bắt ốc, ăn cơm với rau mắm, nhường tôi miếng thịt. Tuổi thơ tôi thiếu thốn vật chất nhưng tràn ngập tình yêu thương. Tôi thông minh sáng dạ, năm nào cũng được huyện trao học bổng.
4 năm tôi học đại học, mẹ chắt chiu từng đồng gửi lên cho tôi mua máy tính, giáo trình ngoại ngữ. Mỗi lần về nhà, thấy đôi bàn tay mẹ thêm chai sần, đôi mắt trũng sâu, tôi xót xa trong lòng, tự nhủ sẽ kiếm thật nhiều tiền, đón mẹ lên thành phố, phụng dưỡng mẹ. Sau 5 năm ra trường, tôi mua được nhà, lấy vợ và đón mẹ lên ở. Chẳng ngờ chung sống được 1 năm, mọi chuyện bắt đầu rối ren. Vợ tôi con nhà khá giả, căn nhà hai vợ chồng ở cũng có một nửa tiền cô ấy đóng góp. Một lần vợ tôi kêu mất nữ trang, tôi bảo cô ấy tìm kỹ lại xem có nhầm lẫn gì không. Chuyện mất trộm chưa lắng xuống, đến chuyện cậu con trai 1 tuổi của tôi ngày nào cũng xuất hiện vết tím bầm, vết ngón tay cấu véo. Vợ sụt sịt khóc lóc, cho rằng thằng bé ở nhà cả ngày với bà nội, những vết thâm tím đó không ai khác ngoài bà gây ra. Giúp việc chỉ làm theo giờ, gắn bó với cô ấy từ ngày chưa lấy chồng. Phần lớn mọi điều nghi vấn trách móc của vợ đều đổ dồn vào mẹ tôi. Ban đầu, tôi một mực bênh mẹ. Vợ chồng tôi cãi nhau, mẹ tôi nhìn nét mặt các con cũng hiểu đôi phần nên phiền lòng, xách đồ định bỏ về quê. Tôi giữ mẹ lại, không ngờ làm rơi túi đồ, dây chuyền vòng vàng của vợ tôi văng tung tóe. Vợ tôi được thể lu loa, làm ầm lên. Mẹ tôi mắt đỏ hoe, tay không ra khỏi nhà. Từ chỗ bênh vực mẹ, tôi chuyển sang ghét bỏ bà. Tôi không ngờ mẹ có thể làm những việc đáng xấu hổ như vậy. Tôi giận mẹ, vợ lại nói thêm vài câu. Từ đó tôi nhất định không về thăm bà, cho dù bà nhờ người nhắn tin hỏi thăm. Cho đến ngày, chúng tôi ly hôn vì cô ấy có người khác. Công việc làm ăn cũng đổ bể. Tôi về nhà cũ dọn dẹp đồ, mang sang nơi ở mới. Chẳng ngờ nghe lén được vợ nói chuyện với bạn thân. Hóa ra, 10 năm trước, chính là cô ấy là người đánh con và lén bỏ vàng vào túi xách của mẹ chồng, hòng vu oan cho bà, lấy cớ đuổi bà về quê. Lúc này, chị họ hẹn gặp, đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu đồng. Chị nói đây là số tiền mẹ dành dụm từ tiền bán lợn gà gửi cho tôi. 10 năm bỏ mặc người mẹ tật nguyền, nhưng tôi không ngờ đến lúc xa cơ lại nhận được món quà từ bà. Mẹ tôi già yếu đi nhiều, đôi mắt đã lòa vì khóc nhớ con. Lòng tôi nghẹn lại. Về đến cổng, mẹ tôi ngồi đó còm cõi, đôi mắt mờ đục hướng ra xa. Đến khi tôi khẽ cầm bàn tay mẹ, đôi mắt đó mới phấn chấn đôi chút. Tôi đã gục vào lòng mẹ, bật khóc như một đứa trẻ. Cả cuộc đời, tôi không thể tha thứ cho bản thân vì thái độ với mẹ ngày trước. Cuộc đời này, có mẹ là một điều quý giá. Mong rằng đừng ai phạm phải sai lầm, giống tôi.